Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần 2, phần bài tập 2 cho cái bộ giáo trình bài tập của mình. Thì bài 2 mình sẽ là fill stroke và các công cụ cơ bản basic tool còn lại và công cụ select entry point. Bộ giáo trình mình sẽ có tầm hơn 20 buổi đây. Đấy, trong mỗi buổi mình sẽ chia các bạn một cái phần về fill và phần bài tập và một phần về thực hành. Có thể là có bài tập các bạn có hai mục, còn mục 1 nó sẽ có hai mục thực tập cái phần thực hành đây và phần basic tool đây chẳng hạn, sẽ có bài tập thực hành đây. Thì đầu tiên là mình sẽ nghiên cứu phần fill stroke trước. Đấy thì fill như nào, stroke là như nào. Thì ở đây mình sẽ mở cái công loạt cả hai cái phần này lên để mình hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ như ở đây thì các bạn thấy là để cái trên này sẽ là cái mẫu và bên dưới này cái cho sẵn của mình. Mục tiêu của các bạn sẽ phải thao tác đổ màu, đổ mảng nét cho cái đối tượng bên dưới này giống cái đối tượng bên trên. Thì mình thấy ở đây là đối tượng bên trên cái lá nó có màu xanh mình chọn đấy, nhưng mà đây nó là một nhóm. Các bạn trước khi làm việc các bạn chuột phải ungroup, sau đó các bạn kích chuột ra ngoài để bỏ chọn nhóm, các bạn bấm lại ở đây các bạn sẽ có đối tượng cái lá đây, các bạn chọn ở đây kích group chọn màu xanh. Bây còn cái nét nữa thôi, cái nét thì các bạn sẽ cho cái nét nó là màu xanh đậm và các bạn tăng kích thước nét ở trên này cho nó đậm lên. Nhưng mà có một trường hợp mà xảy ra ở đây là cái nét của nó là phải nhọn hai đầu. Đấy, thì mình sẽ chọn nhọn hai đầu ở đâu? Ngay bên cạnh cái kích thước nét sẽ có nhọn hai đầu. Đấy, các bạn sẽ có chuyện này xảy ra. Đấy, thì với kích thước nét theo kiểu nhọn hai đầu các bạn sẽ làm được như này, các bạn thay đổi kích thước. Thì ở đây mình có đường cong, các bạn cũng cho nó nhọn hai đầu. Là có thể nhanh hơn các bạn chọn tất cả này bằng cái việc các bạn tích một đối tượng bằng công cụ này, các bạn chọn tích vào giữ shift tích 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 và tích, sau đó các bạn tăng kích thước nét đồng một loạt lên và giảm thay đổi cái kiểu nét là nhọn hai đầu. Đấy, thì đối với những cái thằng gân lá sẽ là nhọn hai đầu, còn đối với cái cuống lá to này các bạn sẽ chơi kiểu nhọn một đầu đây và cho những nét to lên. Ok, đấy, sau khi làm xong chọn tất cả group lại thế thôi. Thì đó là cái tạm thời là cái nét của cái lá này. Bây giờ mình nghiên cứu phần mảng, mình sẽ làm cho cái bông hoa này cho có mảng chuyển sắc. Thì đây là có hai đối tượng, các bạn thấy đây một đối tượng, đây một đối tượng. Đấy, đối tượng bông hoa này đơn giản nó bị đục ở giữa nó như này thôi. Đây các bạn nhìn thế này này, mình để đây các bạn có nhìn thế. Thì mình sẽ chọn nó. Thì đôi khi các bạn kích vào phần này các bạn sẽ không chọn được vì đây nó chỉ là cái phần trống. Các bạn muốn chọn được các bạn phải chọn phần này. Vì cái phần này là cái phần nền trắng, mình không phải là bông hoa màu trắng, cái nền trắng các bạn bấm đây. Thì các bạn có thể các bạn đổ một cái mảng bất kỳ là cái màu ở đây chẳng hạn. Các bạn thể chuyện thì một cái đối tượng trong cái nút nó sẽ có ít nhất là ba kiểu đổ màu, một là một màu đây. Đấy, hai là chuyển sắc ở đây và ba là các bạn thay đổi là không có gì ở đây. Đấy thì nó lại thành mất cái màu đi. Thì các bạn bấm mục thứ hai thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn bấm mục thứ hai sẽ tự động nó ra cho các bạn cái phần chuyển sắc đây. Đây các bạn thấy chuyển từ trắng sang đen thì các bạn kích đúp vào cái điểm này, các bạn đổi thành màu khác chẳng hạn. Thấy không? Các bạn đúp màu này đổi thành màu khác. À, có thể các bạn bấm vào đây để các bạn thêm một cái điểm mới. Các bạn bấm vào đây các bạn lôi chuột ra để bỏ cái điểm mới này đi. Đấy, thôi, ok đơn giản. À, thì ở đây mình cũng làm. Thì ở đây các bạn phân tích ra sẽ có một cái nét hơi đặc biệt hơn. Và đây bọn này nó đều chỉ là nét nhỏ hai đầu thôi. Thì mình sẽ làm này. Ví dụ đầu tiên là mình chọn tất cả đi. Ungroup. Sau đó mình quét qua những cái thằng này. Vì những cái thằng này các bạn không cần quét qua hết cả cái cốc, các bạn chỉ quét qua chạm cái cốc thôi. Một phần thôi là mình chọn hết rồi. Đấy thì mình sẽ đổi cái nét này cho nó to lên và nét của nó là nhọn hai đầu. Ok. Cái mảng của cái cốc này mình sẽ để nó cái mảng màu khác đi, màu này chẳng hạn. Rồi. Thì ở đây làm sao để cho cái cốc bị cong này, thì các bạn thấy đây nó sẽ là một cái nét nhọn hai đầu và cái hình này có thêm cái mảng màu trắng nữa thôi. Bây giờ các bạn nhìn nhá, mình để cái mảng này nó là màu vàng này thì nó thành này, nếu mình để nó là màu trắng thì các bạn sẽ có này. Đấy thì các bạn nhìn nó tưởng tượng nhiều là nó bị cắt nhưng mà thực chất không phải, nó là có mảng màu trắng. Lôi ra ngoài này các bạn sẽ thấy rõ hơn đây. Đấy đúng không? Đấy các bạn nhìn chỗ này giống hệt nhau nhưng mà đây không có gì nhá, ở đây sẽ có. Đấy, mình bấm đây mình chọn được, bấm đây không chọn được, ăn cựa nó giống nhau khi các bạn để trên nền trắng thôi. Còn ở đây mình sẽ cho nó to ra, các bạn có thể chọn một cái kiểu nét khác ở bên này nữa, còn cái kiểu tiền đạo như thế này. Đấy
Ok, đã làm xong các bạn chuột phải group hết tất cả lại, chọn tất cả group, chọn tất cả group. Đấy, thì mình nên làm như này thì bạn làm việc nó dễ quản lý hơn. Đấy là xong một phần, quen đi phần bài tập. Phần bài tập thì mình sẽ có cái thằng này yêu cầu các bạn là các bạn sẽ phải thay đổi những cái đối tượng mình cho sẵn cho nó giống hệt bên này. Những đối tượng cho sẵn để đâu thì nó ở bên này đấy. Thì làm sao để các bạn nhìn thấy những đối tượng này khi mà nó đang bị ẩn đi? Đây không phải là bị ẩn mà thực chất là các bạn có một cái hình như này, nhưng mà các bạn tắt bỏ mảng, tắt bỏ nét đi thì bạn không nhìn thấy nó khi các bạn không chọn. Khi các bạn chọn nó lại hiện lại thôi. Các bạn để mảng màu khác chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị, mà các bạn gạch bỏ đi thì nó sẽ không hiển thị. Đấy. Thì bây giờ một là mình sẽ control đi dài, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả các đối tượng có mảng nét hay là không có mảng nét nó đều hiện ra hết một cách rất nhanh, control đi dài. Đấy không? Đấy. Ok, mặc dù đây không có mảng nét nhé. Đấy, thì mình có thể dùng control dài để các bạn kiểm tra xem một đối tượng nào thừa, đối tượng nào bên dưới không. Ví dụ trường hợp mình có một hình vuông như thế này, màu trắng hay màu vàng chẳng hạn, các bạn có một hình to hơn màu xanh, các bạn to hơn nữa chẳng hạn, nó là màu đỏ chẳng hạn, thì các bạn nhìn này các bạn chỉ tưởng tượng, các bạn biết nó chỉ là một cái màu đỏ thôi. Nhưng mà khi mình control đi dài mình sẽ thấy là có hiện ra những cái thằng nét của những cái thằng bên dưới nữa. Đấy, một cái quản lý rất là hay các bạn control đi dài nhé. Đấy, hoặc là các bạn vào view chọn outline control đi view những cái gì nhìn trên này các bạn sẽ chọn control đi. Thì ở đây mình control đi dài ví dụ các bạn biết thế thôi, còn làm nhanh thì các bạn nên chọn tất cả bọn này, các bạn để nó một cái nét màu đen thì các bạn nhìn thấy luôn gì yếp gì cả. Đấy, hiện ra hết. Thì nhìn đây, cái này sẽ là nét màu gì nhỉ, xanh nhọn hai đầu đúng không, quét qua hết chọn nó nét màu gì, màu xanh. Đấy, cho nét to một tí mà nhọn hai đầu, thấy không? Đấy, thì đây sẽ là nét nhọn một đầu, đây nét nhọn hai đầu, này mình không nói nữa. Ví dụ như là cái cành lá này các bạn cũng dùng làm bằng nét. Đây mình sẽ có cái cành tất cả đi ăn luôn. Sẽ để cái này là to ra rồi. Em lấy cái chìa khóa. À đây cầm này cho Quên quên cả sách. đi học thế. Chú uống nước gì à? Dạ. Đang uống nước gì à? Không, bọn em ăn hoa quả. Úi giời. Đấy mình quay lại học sinh lên lấy vào để quên. Thì tiếp tục này. Các bạn nhìn đây, khi mình cho tất cả này nét nó to thì các bạn nhìn này. Nhưng mà nếu mà các bạn thay đổi kiểu nét, ví dụ mình chọn đây giữ shift chọn cái đối tượng này, mình cho nét nhọn hai đầu thì các bạn thấy một cái điều xảy ra thành cái lá. Đấy, thì thôi cái này muốn thành cái mầm thì các bạn chọn những cái nét như thế này. Chẳng hạn các bạn chọn kiểu nét là nhọn một đầu. Đấy, cái này hơi to mình giảm xuống cái mầm thì về. Đấy, đơn giản, rất đơn giản. Đấy, thì cái cành cây này hay là cái gì đấy thì bạn dùng nó nét nét to nét nhỏ thôi. Ở đây nó sẽ là cái bông hoa chuyển sắc. Thì bông hoa chuyển sắc này mình chọn tất cả, bấm chuyển sắc nó ra bảng chuyển sắc. À, các bạn phải để ý là các bạn để cái mảng lên trên thì nó sẽ tác dụng cái mảng. Đấy, vừa rồi mình có để cái nét lên trên nên là mình bấm chuyển sắc nên là cái nét nó bị chuyển sắc chứ không phải cái mảng. Đấy, các bạn để ý cái gì trên là sẽ làm việc với thằng bên trên chứ. Đấy, mình sẽ chọn kiểu là radian để nó chuyển từ tâm ra. Còn nếu các bạn chọn là linear sẽ chuyển theo một hướng như này, mình chọn radian. Đấy thôi. Ví dụ như ở đây mình sẽ có cái logo, ở đây là của mình chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy đây là cái chữ hùng. Đấy, nghệ thuật chưa, mình làm không đẹp lắm cả. Ở đây nó có chữ ví dụ là CB Design chẳng hạn, thì cái này quản để ý này, ở đây mình đã có chữ CB Design, nó là cái nét màu đen rồi. Thì bây giờ nếu mà các bạn muốn đổi mảng ấy, các bạn phải chọn nó, các bạn tích đúp ở đây, các bạn đổi mảng đen, xong các bạn tắt của cái nét đi, nó hơi lâu một tí. Có một cách hay hơn là các bạn chỉ cần chọn cái đối tượng này, không phải đổi màu đấy, các bạn ấn Shift X một cái là nó sẽ tự động chuyển cái màu mảng cho màu nét và đảo ngược lại. Thì các bạn thấy này, mảng thành nét, nét thành mảng. Thì bây giờ nét sẽ bị trắng và mảng thành màu đen luôn, rất nhanh, Shift X. Thấy không? Đấy, thì các bạn cứ thế các bạn chọn Happy Halloween Shift X. Các bạn ăn group ra nhé, tiếng ăn group ra, chuột phải ăn group. Bấm đây Shift X, bấm đây Shift X, bấm đây Shift X. Thế thôi, nhanh. Ok, còn những màu kia các bạn đổi bình thường. Đấy, thì đó là cái phần bài tập của bạn về các bạn thực hành cho mình, làm hết cái phần này không thiếu gì cả. Rồi.
Bây giờ là mình sẽ mở đến cái phần công cụ của mình. Thì công cụ cơ bản đây các bạn sẽ có đây. Bài tập 2 của mình đây, mình sẽ có phần bài tập phần thực hành đây. Mình cũng làm cho các bạn qua một số cái. Thì đây mình sẽ có nhóm công cụ cơ bản, nó sẽ là những hình còn lại đây. Các bạn sẽ có hình đường thẳng, đường cong, đường xoắn ốc, đường vẽ hình hình rectangle tức là vuông lưới, và các bạn chọn collage, nó sẽ là collage đây, chẳng biết collage hay collage gì cả, nó sẽ là hình cái quạt như này. Ví dụ như này, các bạn đường thẳng thường dễ rồi, cứ bấm vẽ linh tinh này thành đường thẳng thôi. Kích chuột nó ra thông số dài bao nhiêu, nghiêng góc bao nhiêu. Còn ví dụ đây là đường cong, thì đường cong cũng cái đặc biệt là khi đang vẽ này, các bạn ấn phím C tức là close sẽ đóng cái đường cong này lại. Các bạn ấn phím F sẽ lật cái đường cong này. Đấy, các bạn ấn mũi tên lên xuống để tăng giảm cái độ cong của nó. Đấy, thế thôi, không khó. Ví dụ như khi các bạn làm cái cuống của cái cây này chẳng hạn, các bạn vẽ một cái đường cong ra. Nếu mà nó bị đóng thì các bạn ấn phím C. Nếu mà nó bị lật không đúng, các bạn ấn phím F nó lật lại, nó không cong đủ, các bạn ấn phím tăng giảm lên xuống. Rồi, đấy, mình thay đổi như này. Và mình sẽ để cái này nó nhọn một đầu. Đây. Đấy. Nhưng mà trường hợp này tại sao nó lại nhọn ở bên dưới mà nó lại to ở bên trên? Là các bạn để ý, các bạn muốn to từ dưới nhọn ở trên ấy, thì các bạn phải vẽ từ dưới trước. Tức là có hai cách vẽ. Nếu các bạn vẽ từ đây, vẽ lên trên, tức là các bạn xuất phát từ dưới, bạn xuất phát lên trên. Thì khi mình làm vẽ như này ấy, thì cái đầu to nó sẽ ở bên dưới. Nhưng mà nếu mình vẽ từ trên vẽ xuống chẳng hạn, xong mình để này chẳng hạn, thì đầu to nó sẽ nằm lên trên. Tức là cái đầu to nó sẽ, cái đầu bên trái của cái những cái nét này này, nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ mình vẽ cái nét. Thì các bạn muốn vẽ đầu to ở dưới, các bạn phải đặt chuột, các bạn vẽ từ dưới vẽ lên trên. Thế thôi. Đấy, các bạn phải để ý nó lật biết nào đấy. Ví dụ mình vẽ từ dưới lên trên nó bị này, mình phải ép cho nó lật lại. Lật lại. Đấy, không khó lắm, đúng không? Nha, thì mình được cái thằng như này. Rồi. Tiếp theo mình có hình xoắn. Hình xoắn vẽ được cái ví dụ như là các bạn có hình đây. Các bạn vẽ này chẳng hạn. Đấy. Trường hợp mà nó bị xoắn không đúng chiều thì các bạn thấy là kích chuột trái màn hình, nó sẽ ra cái bảng này, các bạn chọn đây nó sẽ xoắn ngược lại. Đấy, các bạn vẽ này, ok một hình. Có thể các bạn giúp control khi các bạn đang vẽ để thay đổi cái độ xoắn, các bạn ấn mũi tên lên xuống để tăng giảm xuống vòng xoắn thôi. Đấy. Và khi đang vẽ chẳng hạn các bạn muốn di chuyển, các bạn giữ thêm phím cách. Đấy. Các bạn đến đây gặp ok chập này, các bạn nhả cách ra để các bạn thay đổi kích thước, lại giữ cách để thay đổi vị trí nhỉ. Thế thôi, mình cứ giữ cách đến đây nhả cách ra, vẽ đây chẳng hạn, lại giữ cách. Đấy, thì cái giữ cách này nó cho phép các bạn thay đổi cái vị trí của đối tượng ngay trong quá trình các bạn đang vẽ. Nhả cách ra các bạn sẽ thay đổi được kích thước tiếp theo. Ok, đơn giản nhé. Tiếp theo đây nó có thằng rectangle dễ thôi. Cứ mũi tên lên xuống, sang trái sang phải và phải diện. Muốn kích thước chính xác thì nháy chuột màn hình. Có rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, ngang bao nhiêu, dọc bao nhiêu đây. Dồn những cái này thì nó sẽ dồn lên trên, dồn xuống dưới đấy. Đó, tôi dồn sang trái, sang phải cái đường này. Đây sẽ là đường hình corner, sẽ là đường đường tròn đồng tâm. Thì cái này để vẽ kích quạt. Cái quạt đây mình có này, vẽ này lên. Các bạn ấn mũi tên lên xuống tăng giảm cái vòng này thì các bạn giảm xuống còn 3, tức là bạn ấn mũi tên giảm xuống. Bạn sang trái sang phải tăng giảm xuống cái nam này, đấy, bạn tăng lên. Đấy, sao? Thì ở đây mình sẽ vẽ thêm một số cái hình khác, chứ không phải là các bạn vẽ phát được nó luôn này. Các bạn vẽ thêm một số cái hình màu xanh, viền xanh, một số hình màu vàng. Đấy, đây số điện thoại mình, bạn nào học gọi điện nha. Rồi. Đây cái cánh quạt, những cái này các bạn tí vẽ sau. Rồi. Ok, tạm thời thế đi. Đây có một số cái hình như này thì có thể các bạn dùng công cụ hình sao trước các bạn có học rồi. Các bạn ấn mũi tên lên xuống để nó tăng giảm, bạn giữ control, bạn đẩy chuột để thay đổi cái chu vi, hoặc là cái có thể hiểu cái biên độ đi, giữa cái cánh ngoài cánh trong. Đấy, mình được cái hình như này, thấy chưa? Đấy, làm răng cưa thì ok luôn. Chúng em mình sẽ nghiên cứu làm sao tạo ra những hình này. Thì những hình này không phải tự nhiên nó có mà các bạn phải vẽ ra, nó chỉ có những hình cơ bản thôi, vuông tròn tam giác linh tinh thôi. Những hình như này các bạn phải kết hợp đối với hình này, các bạn phải có bốn cái này. Mình sẽ ví dụ cho các bạn. Khi các bạn vẽ ra một hình chữ nhật này. Đấy. Thì cái hình chữ nhật này sẽ được giới hạn bởi bốn cái điểm, chỉnh sửa bốn góc như này.
Đấy, các bạn có thể nhấc những cái điểm này, các bạn chỉnh sửa hình này thành hình thang, hình bình hành, các bạn chọn hai cái điểm, các bạn kéo lên, quét qua hai điểm, kéo lên thành hình. Còn khi mà các bạn vẽ hình sao được không? Đây, các bạn sẽ nghiên cứu xem nó có mấy điểm nữa. Bởi hình này nhiều quá, mình vẽ còn 5 cạnh thôi. Đến mũi tên giảm xuống này đi, mũi control đẩy ra. Đây, chụp hình sao đây. Thì các bạn thấy hình sao có mấy nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là cứ chỗ nào nó đang thẳng thì nó gập phát, tức là chỗ này có một cái điểm neo. Đúng không? Như hình bo góc này thì mình sẽ thấy này. Mình nhả chỗ ra, xong mình dùng công cụ V, mình bấm lại. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là, có thể các bạn dùng công cụ A, các bạn bấm vào được. Nó sẽ có như này. Đấy, điểm đây nó sẽ hơi khác một tí. Đấy, mỗi hình có một số điểm neo khác nhau. Ellipse có 4 cái thôi, 4 điểm đây. Rồi, vuông. Hay là hình lục giác này có 6 điểm. Đấy, thì có thể các bạn vẽ hình lục giác ra như này. Đấy, sau đó các bạn dùng công cụ chỉnh điểm. Đấy, thì bây cái này về thằng mình học tiếp theo. Đây là cái thằng Direct Selection Tuna này. Mình nghe hôm nay trên đầu tiên các bạn có ghi đấy. Là các công cụ cơ bản và Anchor Point. Select Anchor Point chính là công cụ này. Cái điểm, những cái hình như này ấy, tức là nó là Anchor Point, tức là điểm neo. Các bạn dùng công cụ này để các bạn di chuyển đối tượng. Còn để chỉnh điểm neo đối tượng, các bạn dùng công cụ như này. Quét qua một thì sẽ chọn được một. Quét qua cả ba, nhấc, bấm vào cái điểm neo, kéo sang bên phải thì các bạn sẽ được cái này. Thấy không? Đấy, sau đó các bạn quét qua một điểm bên phải nhất, kéo lùi vào. Quét qua một điểm bên trái, kéo lùi vào. Thay cái này. Thế thôi. Đấy, các bạn có thể là chọn đối tượng này. Giữ an, copy ra, thu bé lại. Và để cái nét nó chỉ là cái màu khác đi. Để màu vàng như vậy thì tắt bỏ cái mảng xanh. Nó cứ để đấy, các bạn để đây. Đấy, có thể các bạn kéo ra đi nữa. Ok. Mình có một số lệnh gì đấy mình chưa học. Có thể nói được nhưng sợ các bạn quên mất. Và cách thứ hai là các bạn chọn đối tượng. Ctrl C là copy. Ctrl F để dán chính cái đối tượng này lên trên này. Thì các bạn có hai đối tượng nằm chồng lên nhau. Các bạn đổi luôn đối tượng này thành mảng nét khác đi, thu bé lại sắp. Không, Ctrl C, Ctrl F nhá. F. F trong từ full nhá. À, bây giờ xem nào, ví dụ đối hình tròn đi. À, thì hình tròn chẳng hạn. Các bạn chọn cái điểm neo bằng công cụ A thì các bạn quét qua thì hình tròn nó sẽ có cái gì nhỉ? Cái tên đòn thì các bạn bấm bên như này. Đấy, tại sao thế? Vì được cái điểm neo tròn đấy, nó phải đảm bảo là lúc nào cái đường lượn của mình nó phải dẻo. Thì cái cánh tay đòn này nó cho phép các bạn uốn cái điểm neo này để cho cái hình của mình nó không bị sao nhỉ, không bị méo, nó không bị gãy đột ngột như này, không bị gãy đột ngột như này. Ví dụ khi các bạn có một cái hình này, ví dụ các bạn xem này, các bạn có một cái pen này, là cái gì đấy mình vẽ đây, cái công cụ mình đấy nhá. Ví dụ mình vẽ một cái đường cong của một cô gái như này. Đây. Rồi. Ok. À, thì đây là mình vẽ được cái đoạn đằng sau. Thì ví dụ trong trường hợp cái cô này bị gù quá chẳng hạn, đây là cái lưng đúng không? Thì các bạn thể dùng công cụ A, các bạn quét qua điểm này, đây là một điểm tròn. Thì khi các bạn đôi vào này, đấy, đúng không? Các bạn uốn này. Các bạn thấy là nó sẽ mềm mại. Đúng không? Ví dụ đây mình có cái mông, đấy mình kéo ra chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy là cái điểm neo nó rất là hay. Cái điểm neo có thêm cái đòn nó sẽ mềm mại hơn rất nhiều. Thấy không? Đấy, mông này có vẻ hơi vấn đề. Đấy, dùng pen vẽ thêm mấy cái này nữa chẳng hạn. Thôi có vẽ nữa, nguy hiểm quá. Rồi, ok, thế nha. Rồi, tiếp tục này. Thì đấy là cái thằng điểm tròn. Thì có thể các bạn kéo một cái điểm bên trái và các bạn sẽ có cánh quạt. Còn ví dụ cái hình này thì các bạn vẽ hình chữ nhật ra. Sau đó dùng công cụ A này quét qua hai điểm, đẩy lên, đúng không? Sau đó vẽ thêm một hình khác chẳng hạn. Ở đây nói chung rất nhiều, mình vẽ từ đâu trước cũng được, tùy theo các bạn cho sáng thôi. Các bạn dùng V là công cụ chọn, bấm đối tượng giữ an, kéo sang đây. Thì sau khi copy nó nằm bên trên thì phải chuột phải ở ram, à cái này dưới luôn, là cần giữ an copy nốt này ra đây. Đấy, nó đang trên thì cho nó xuống dưới. Ram send to back. Đấy, cái này màu nó hơi sáng, cho tối đi. Các bạn chọn đối tượng Ctrl G để thành một nhóm, chọn cả nhóm này, copy ra, lại chọn tất cả nhóm này, các bạn copy ra trước,
thì các bạn được cái này, các bạn chọn hai cái đằng sau, các bạn tắt vào mảng đi. Đấy, bây giờ muốn nét đen thì các bạn bật nét đi. Thì bây giờ các bạn thấy là nó bỏ mảng, nó bật nét lên thì các bạn có cái như này. Đấy, thấy không? Bây kéo lại thôi, lại copy bọn này ra là thôi, kệ nó đi. Chọn hai ông này, giữ shift chọn hai ông đặt đây, cho xuống dưới nhìn tốt hơn. Đấy, chọn hai này kéo ra trước này, cho nó gì chỉ còn cái gì nét thôi, màu đen và cái mảng nó gạch bỏ đi. Ok, đấy được cái này, group tất cả lại. Ok nhá. À, đây có trái tim chẳng hạn, trái tim thì các bạn vẽ từ hình tròn ở đây, mình lại nói nó hơi lệch một tí đấy nhé, phải hướng dẫn tất cả một trái tim với hình tròn cùng một lúc. Thì các bạn khi các bạn dùng A, các bạn quét điểm neo của cái hình tròn đấy, các bạn sẽ thấy có cánh tay đòn. Thì các bạn ví dụ các bạn mình sẽ kéo cái cánh tròn xuống dưới này, à kéo cái điểm neo xuống dưới, hai cánh tay đòn này đi theo. Đây các bạn giữ an, các bạn giữ an trước nhá, chọn điểm neo này, giữ an, bấm vào cái cánh tay đòn này, kéo lên thì các bạn bẻ được, kéo lên trên đấy. Các bạn dùng A quét qua điểm này, giữ A bấm đây, cuốn lên đây. Thì các bạn muốn nó cong nữa, các bạn kéo dài ra, cái cánh tay đòn nó dài đến đâu ảnh hưởng hình mình nhiều hơn thì đấy, quét qua nha, kéo lên đấy, thấy không? Thì đấy là cái cách cuốn cánh tay đòn. Thì bị cuốn như này thì mình mới làm được. Ví dụ chỗ này mình muốn cho cái đây chẳng hạn, cái mông này mình muốn cho nó cong hơn đây, thì mình nếu các bạn không giữ an nó sẽ bị vênh lên. Thì các bạn phải giữ an để các bạn chỉnh một bên như này. Đấy. Ok, thấy không? Đấy, mông này thuận luôn. Đấy, hai mông luôn. Thấy chưa? Ok, thế nhá. Thì ở đây mình, các bạn sẽ vận dụng những cái công cụ A, công cụ chỉnh điểm, các bạn kéo những cái hình, các bạn tư duy làm sao để tạo ra này, thay đổi vị trí trên dưới là được, group nghiêm chỉnh. Còn bí ngô chỉ là nhiều hình clip đặt lên nhau thôi. Đấy. Để các bạn hoàn thiện cái phần bài 2, cả phần bài tập, cả phần thực hành. Thực hành thì nó thực hành đâu à? Đây. Thực hành nó có những cái phần này. Đấy, các bạn về các bạn làm. Ở đây nó có một cái hình bo góc, thì khi các bạn vẽ hình sao ra được. Các bạn vẽ hình sao này ra. Đấy. Ok, các bạn dùng công cụ A, các bạn quét qua những cái điểm này. Các bạn sẽ có những cái điểm đây, các bạn bấm đây, các bạn đẩy lên thì sẽ bo góc. Đấy. Đấy không? Rất hay. Đấy nhá, các bạn bấm một cái điểm tròn tròn này, kéo xuống. Đấy không? Đây gọi là hết cỡ không thể bo nữa rồi. Đơn giản thôi. Còn đây là copy nhiều hình đặt nhau. À, chúc các bạn may mắn. Được thôi. Thì đây, giới thiệu luôn. Bạn là thân điên chiến nguyên. Thank you.